Vâng, hiện tại đang là 10 giờ trưa ngày 13 tháng 10 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Trên hình quý vị hiện tại là một bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ vụn. Thì bộ cuốn thư câu đối này chúng tôi đã hoàn thiện và làm theo đơn đặt hàng của anh Ti ở tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Đây là bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ vụn được đục chạm mặt tứ linh hóa. Hay còn gọi là cuốn thư mai dòng hóa. Đấy là tổng thể của bộ cuốn thư, hai bên là hai chiếc câu đối. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn, đi vào đường nét thì giới thiệu chiếc cuốn thư trước. Đây là chữ cuốn thư này được đục ba chữ là Đức Lưu Quang trên nền gấm và là chữ tiếng Việt viết kiểu thư pháp. Đó, bên trên là được đục chạm rồng hóa mai, đây là có một chú chim phượng. Đấy, đường nét đục chạm thì quý vị có thấy đây, rất là bồng bềnh, cực kỳ là bồng bềnh luôn, đục chạm rất là kênh bóng sắc nét và cũng có độ bồng bềnh. Đấy, gỗ là cũng là rất là chọn gỗ đẹp. Chúng tôi sẽ tấm gỗ này rất là đẹp. Trung tâm ở phần giữa đây. Thấy được. Đó là hình ảnh của chiếc cuốn thư nhé. Chiếc cuốn thư gỗ vụn. Chiếc cuốn thư này là kích thước là 197, cao 87. Còn tôi giới thiệu hai đôi câu đối hai bên thì là đây, tôi quay chi tiết cho anh Ti ở tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc xem bộ cuốn thư câu đối của anh. Đó là câu đối bên trái và tiếp theo là câu đối bên phải. Một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Liên Thịnh và một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Đó, chỗ này là ánh sáng nó soi nó hơi không rõ. Tôi quay trong xưởng nhưng mà ánh sáng nó không được chuẩn lắm. Đó. Thì quý vị có nhu cầu muốn sở hữu những đôi câu đối này cũng như những bộ sản phẩm phòng thờ khác thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 50086 và địa chỉ tại Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ. Và bộ sản phẩm cuốn thư câu đối này thì chúng tôi là sẽ vận chuyển và lắp đặt tận nhà cho quý vị. Quý vị hoàn toàn yên tâm là chúng tôi sẽ lắp đặt tận nơi và sẽ vận chuyển miễn phí trong bán kính là 50 km. Còn xa hơn thì quý vị có thể thêm chúng tôi thêm một chút tiền cước nữa. Và tôi sẽ để link của hình ảnh sản phẩm bên dưới phần mô tả video để quý vị có thể xem được chi tiết hơn của bộ sản phẩm này. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.